Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn giải cờ tướng đồng đội cờ chóp giữa Hà Văn Tiến, Nguyễn Minh Nhật Quang và đội của Malaysia tại giải cờ tướng SEA Games 31 cờ chóp. Trận đấu diễn ra ngày 15 tháng 5 2022. Trận đầu tiên thì Hà Văn Tiến cầm đen thủ hậu, còn Kỳ Dương của Malaysia cầm đỏ đi tiên. Mời bạn thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。将军，trên đây thì kỳ vương Malaysia đã buông cờ, mà bạn xem trận Nguyễn Minh Nhật Quang đấu với Malaysia. Trận này thì Nguyễn Minh Nhật Quang cầm đỏ đi tiên, còn Malaysia thì cầm đen đấu hậu. Mời bạn thưởng thức.
军。将军，将军，将军。Trên đây thì kỳ phương của Malaysia buông cờ chịu thua và Việt Nam đã thắng chung cuộc 2-0. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Minh Nhật Quang và Hà Văn Tiến đã lãnh huy chương vàng tại giải cờ chớp SEA Games 31. Mọi video mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.